Hành các thánh ngày 11 tháng 12 Thánh giáo hoàng Damasus y năm 305 đến 384 theo chứng từ của người thư ký là Thánh Jerome. Thánh Damasus là một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết phúc âm, một tiến sĩ trinh trắng của một giáo hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh. Thánh Damasus có khi nào được nghe những lời tán dương đó? Những tranh giành nội bộ có tính cách chính trị, các tà thuyết, các tương giao căng thẳng với chính các giám mục của ngài và của giáo hội Đông Phương đã làm lu mờ sự bình an trong triều đại giáo hoàng của ngài. Là con của một tư tế Roma, có lẽ thuộc gốc Tây Ban Nha, Damasus khởi sự là một phó tế trong nhà thờ của cha mình, sau đó ngài là tư tế, linh mục của một đền thờ mà sau này là vương cung thánh đường San Lorenzo ở Roma. Ngài phục vụ Đức Giáo Hoàng Liberius năm 352 đến 366 và đi theo Đức Giáo Hoàng khi bị lưu đày. Khi Đức Liberius từ trần, Damasus được bầu làm giám mục Roma, nhưng một thiểu số khác lại chọn và tấn phong một phó tế khác là Ursinus làm giáo hoàng. Cuộc tranh luận giữa Damasus và giáo hoàng đối lập gây nên nhiều xung đột trong hai nhà thờ lớn, gây tiếng xấu cho các giám mục Ý. Trong một thượng hội đồng do Damasus triệu tập nhân ngày sinh nhật của ngài, Đức Damasus yêu cầu các giám mục tán thành các hành động của ngài. Nhưng câu trả lời của các giám mục thật cộc lốc, chúng tôi quy tụ để mừng sinh nhật, chứ không để kết án một người chưa bao giờ nghe biết. Khoảng năm 378, những người ủng hộ vị giáo hoàng đối lập còn tìm cách đưa Đức Damasus ra tòa về một tội phạm có lẽ tội dâm dục. Ngài đã phải thanh minh trước tòa dân sự cũng như trước một thượng hội đồng của giáo hội. Khi là giáo hoàng, ngài có lối sống thật đơn giản trái ngược với các giáo sĩ ở Roma, và ngài rất hăng say chống lại tà thuyết Arian và các tà thuyết khác. Một sự hiểu lầm trong văn tự về ba ngôi Thiên Chúa đã đe dọa mối giao hảo thân thiện với giáo hội Đông Phương, và Đức Damasus là người ôn hòa đã dàn xếp cách tốt đẹp. Chính trong thời giáo hoàng của ngài năm 380 mà Kitô giáo được tuyên bố là tôn giáo chính thức của Roma, và tiếng Latin trở nên ngôn ngữ chính thức trong phụng vụ nhờ sự cải cách của Đức Giáo Hoàng. Cũng nhờ ngài khuyến khích Thánh Jerome học hỏi Kinh Thánh mà bộ Vulgate được chào đời, đó là bộ Kinh Thánh bằng tiếng Latin mà công đồng Tridentino 11 thế kỷ sau tuyên bố là có giá trị để đọc giữa công chúng, được dùng để tranh luận và để giao giảng. Lời bàn lịch sử của triều đại giáo hoàng và lịch sử giáo hội đã bị pha trộn với tiểu sử của Đức Damasus. Trong một giai đoạn then chốt và nhiều khó khăn của giáo hội, ngài đã xuất hiện như một người bảo vệ đức tin đầy nhiệt huyết, biết khi nào phải tiến và khi nào phải thủ. Thánh Damasus giúp chúng ta ý thức hai đức tính của một người lãnh đạo xứng đáng, luôn nhận ra sự thôi thúc của thần khí và phục vụ. Cuộc chiến đấu của ngài nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Kitô không bao giờ hứa che chở đá tảng của người khỏi cơn phong ba, bão táp hay những người theo người không gặp các khó khăn. Người chỉ đảm bảo sự chiến thắng sau cùng. Lời trích, ngài là đấng đi trên biển đã làm câm nín các ngọn sóng ác liệt, là đấng ban sự sống cho những hạt mầm tàn tạ của thế gian, ngài là đấng tháo gỡ xiềng xích tử thần, và đã đưa về cho Martha người anh của cô sau 3 ngày trong mộ tối. Tôi tin rằng, ngài sẽ đưa Damasus trỗi dậy từ cho bụi, văn mộ chí mà Đức Damasus đã viết cho chính ngài.